Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot. Mình là Evelyn, là một Tarot Reader. Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị. Thông qua những trò bài Tarot for Oracle nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống. Đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và có đấng bảo hộ thiên liêng. Và hôm nay một cái chủ đề mới của chúng ta sẽ là vận đỏ nào đang chờ đón các bạn trong tháng tới và đây là những trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha và hôm nay mình có ba lá bài tượng trưng cho ba tụ bài đây là tụ 1 tụ 2 và tụ 3 ha rồi mình xin mời các bạn cùng chọn tụ và bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1. Hai xin chào các bạn tụ 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 1 để xem coi vận đỏ nào đang chờ đón các bạn trong tháng tới. Và đây là những trả bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình sẽ liên kết năng lượng các bạn tụ 1. Các bạn tù một là những người rất là năng nổ, nhiệt tình, thông minh Và cũng là một người có trị sự sáng tạo khá là cao Các bạn là những người cực kỳ nhiệt quyết, nhiệt tình Và đồng thời cũng có sự khéo léo trong ăn nói, giao tiếp uhm, Rất là hoạt ngôn ha, và có khả năng nắm bắt thông tin rất là nhạy Một số bạn ở đây mình thấy có thể là dạ quần đây bạn hơi nóng trong người Cho nên các bạn nên uống nước nhiều hơn Và dường như các bạn có rất là nhiều điều muốn thực hiện Nhưng mà dường như một số bạn đang cảm thấy mình có vẻ không có được... Uh, tự tin cho lắm hoặc là đôi khi có thể cảm thấy mình chưa đủ tốt. nha à. Một số bạn ở đây thì mình thấy có thể là bạn đang cảm thấy bơ vơ, cảm thấy gọi là, là ơ hờ với một điều gì đó hoặc cảm thấy có sự thiếu thốn trong thời điểm này. Có thể mọi thứ nó không có diễn ra như mình mong đợi ha hoặc là những gì mà mình mong đợi thì nó chưa tới. Hoặc là đôi khi có một số bạn có khả năng là các bạn cũng là một người có rất là nhiều tiêu chuẩn trong tình yêu hiện tại đang cảm thấy rất là bơ vơ và cảm thấy cô đơn lạnh lẽo, cảm thấy chưa tìm được người phù hợp. Dạo gần đây có thể các bạn cũng rất là bận rộn ha, bận lo kiếm tiền, nỗ lực hết sức mình để nâng cao tài chính, nâng cao thu nhập Và có thể các bạn cũng rất là mong muốn tìm được một cái nguồn tài chính nào đó, cơ hội nào đó để có thể có tiền các bạn để có những khoản tiết kiệm riêng Để có một sự gọi là tiền bạc của mình nó có sự mở rộng, nó có sự ăn sâu gốc rễ và nó có sự gọi là bám chặt vào trong cuộc sống của các bạn ở đây mình thấy có thể là bạn cũng là một người tinh tế, dạo gần đây mình thấy có thể là bạn không có quá mơ mộng mà các bạn có sự thực tế hơn về cuộc sống các bạn biết đó mà có những vấn đề của mình để tìm ra những phương thức giải quyết phù hợp nhất à, một vài bạn ở đây thì đang vướng vấp những vấn đề pháp lý gì đó cho nên cũng đang chờ đợi uh, thông tin rõ ràng hoặc là chờ đợi một cái kết quả ừ. mình thấy nếu như bạn đang gặp bế tắc gì đó thì có khả năng là trong tháng tới thì có thể là sẽ có hai người phù hợp À, quý nhân hỗ trợ giúp đỡ các bạn một người mang năng lượng nữ đây là một người có nụ cười rất là tươi và họ cũng là một người rất là yêu cái sự cá tính của mình hoặc đây là một người rất là thoải mái tự tin năng động và một người mang năng lượng nam người này thì có sự gọi là kỹ lưỡng tiết chế chừng mực và có tiếng nói trong cộng đồng hoặc cũng là một người có tầm ảnh hưởng với người khác rất là hiểu biết về luật lệ nguyên tắc à, thì đây có khả năng là hai người sẽ có thể gỡ rối hoặc là cho bạn cái cơ hội Ừ, để bạn có thể gọi là tự do hơn hoặc là nó hung đúc tinh thần cho các bạn. Ừ. Rồi để mình xem coi um, vận đỏ nào đang chờ đón các bạn trong tháng tới ha. đây mình thấy có thể là bạn được mang đến rất là nhiều điều trong cuộc sống, tại vì có thể năng là các bạn không có tập trung vào những cái phước lành đơn giản trong cuộc sống của mình, cho nên các bạn đôi khi cảm thấy thiếu thốn chứ thực sự mình thấy cuộc sống của bạn rất là đủ đầy nha, yeah. các bạn cần phải ra ngoài thiên nhiên, hít thở không khí trong lành và nhìn vạn vật xung quanh và cảm thấy biết ơn bởi vì mình có thể nhìn thấy được, mình vẫn còn có thể năng gọi là chiêm ngưỡng những cái vẻ đẹp cảnh quan trong cuộc sống và biết ơn về những gì mà mình đang có được, tận hưởng được Ừ. Tránh những cái sự gọi là cảm thấy thiếu thốn, cảm thấy tự ti, rụt rè Bởi vì những điều này nó không có giúp ích được gì cho các bạn Và nó khiến cho bạn càng mất đi những cái phước lành Và ơn cho anh trao tặng nha yeah. Đôi khi có những điều bạn không có bằng người khác Nhưng mà nhìn xuống bạn có rất là nhiều điều hơn người mọi người xung quanh À, đôi khi có rất là nhiều người họ rất là hưởng mộ cuộc sống của bạn cũng, cũng khao khát có được một cái vị trí có được một cái cuộc sống thoải mái các bạn đôi khi có những điều bạn coi thường nhưng nó lại ước mơ của bao người cho nên là mình thay vì mình cảm thấy buồn bã buồn bực trong thời điểm này hãy có sự biết ơn à, về những gì tốt đẹp mà mình đang sở hữu à, mình thấy là như vậy và hãy nhìn vào những hành trình phía trước hoặc là những gì đã qua và có sự gọi là cảm thấy biết ơn bản thân bởi vì mình đã cố gắng mình đã nỗ lực để mình có những cái vị trí hoặc là mình có những cái sự thắng lợi gì đó trong quá khứ của mình để lấy đó làm cái động lực tiếp tục tiến lên. Nha. Yeah. Ở đây mình thấy có khả năng trong tháng tới các bạn có rất là nhiều những cái cảm xúc tuyệt vời nó được gọi là uh, nở rộ trong cuộc sống của các bạn. Có khả năng là ai đó sắp kết hôn hoặc là bạn có thể là có những cái thông báo tin vui, tin tức tốt đẹp hoặc là người thân của bạn có tin vui về con cái hoặc là bạn nào đang mong chờ tin tức con cái có khả năng là các bạn sẽ có được cái niềm vui này hoặc là có khả năng trong gia đình của bạn hoặc các bạn có sự tốt nghiệp hoặc là thăng chức nói chung là các bạn sẽ có những cái lý do lớn để các bạn có sự ăn mừng và ngoài ra các bạn có thể sẽ chia sẻ những cảm xúc yêu thương và hạnh phúc của bạn trong cái sự thừa nhận vui vẻ về cái tin vui này các bạn có khả năng là sẽ dành nhiều thời gian cho bạn bè cho những người cùng chí hướng hoặc là mở rộng cái vòng tròn cộng đồng của mình tiếp cận với nhiều người hơn và nâng tin nâng cao cái niềm tin cũng như là Tập trung đam, vào cái đam mê sở thích của các bạn ừ. Thấy dường như các bạn sẽ có những cái kết thúc có hậu nào đó Cho nên các bạn không cần phải quá đau khổ Hoặc là khó chịu Hoặc là buồn bã, buồn bực gì đó Trong thời điểm này ha Có những cái sự sung túc, à, niềm vui Và đồng thời thì có thể một số bạn còn có những cái sự đoàn tụ gia đình nữa ừ có thể trong giai đoạn này các bạn bị mắc kẹt, bị mất phương hướng nhưng mà trong tháng tới các bạn sẽ có được cái sự tự do, các bạn có được cái chìa khóa để có thể mở khóa những cái vấn đề trong cuộc sống của mình ừ. và ngoài ra một số bạn có thể đi theo những cái lựa chọn con đường khác nếu như một cái con đường nào đó nó bị tắc nghẽn ha. Bên cạnh đó có thể một số bạn cũng sẽ có sự giải thoát mình khỏi những cái sự bất hạnh bằng cách các bạn có sự chấp nhận uh, những gì đang diễn ra và có trách nhiệm cho những gì mình đã làm. À, và bạn có sự gọi là nâng cao được sức mạnh của chính mình Cho nên là bạn hãy chọn đưa ra những lựa chọn có sự tự do Hãy cầu sinh cái thiên thần có thể xóa bỏ những cái suy nghĩ tiêu cực khỏi tâm trí của bạn Và giúp cho bạn có thể tập trung hơn vào những cái khả năng tuyệt vời Hãy vượt qua cái nỗi sợ hãi và bước ra ánh sáng của các bạn à, Đây sẽ là cái thời điểm có thể một số bạn sẽ có sự phát triển, tiến quá và bay cao Ừm uhm. Và đừng để bất kỳ ai hoặc là bất cứ điều gì có thể ngăn cản các bạn trở thành con người mà bạn mong muốn nha. Nói chung các bạn đang có những phụ thuộc gì đó thì các bạn sẽ thoát khỏi được cái sự phụ thuộc này hoặc là những cái giới hạn tự áp đặt nha. Yeah. Ngoài ra bạn nào ở trong một cái mối quan hệ nào đó mà không có lành mạnh đó, bạn bè hoặc tình yêu vân vân sẽ kết thúc hoàn toàn. Hãy tha thứ cho bản thân của mình. Ừ. Có thể các bạn sẽ có được những cái điều gì đó độc đáo hơn hoặc là bạn sẽ theo được ước mơ những cơ hội nghề nghiệp mới và những cái điều thú vị sẽ được mang đến như các bạn ừ. một số bạn ở đây mình thấy dường như các bạn tự nhiên bạn có những cái niềm cảm hứng để có thể học một loại nhạc cụ nào đó hoặc là muốn đi theo con đường đam mê sở thích của các bạn à, cho nên là các bạn không được trì hoãn à, bạn có đam mê gì đó thì bạn cứ cho đam mê của mình bay cao ừ. các bạn được khuyến khích hành động và đồng thời Ừ. một số bạn có thể năng là có thêm những dự án mới thì có được ừ, cái sự gọi là tự tin để có thể đảm nhận nó và đừng có ngại à, đừng có ngại gọi là chấp nhận nó ừ. à, thời gian trong tháng tới có khả năng sẽ là cái thời điểm mà các bạn sẽ có sự tiến lên và thay đổi cuộc sống của mình một cách rất là rõ rệt ừ. các bạn nâng cao được cái lòng can đảm và nhiệt huyết hơn và tin vào bản thân và khả năng của mình hơn đó Thời điểm này bạn sẽ có khả năng gọi là nâng cao cái kỹ năng tài năng và sự khéo léo tuyệt vời của mình. Các bạn có khả năng phát triển được những cái khả năng thiên bẩm của các bạn để bạn có thể tạo ra những cái tác phẩm tuyệt vời. Và bạn có thể theo đuổi được đam mê và để cho trái tim của mình dẫn dắt các bạn. Cho nên là bạn hãy làm những gì mà bạn yêu thích. Và ngoài ra có thể bạn sẽ có nhiều thời gian để tham gia những cái hội thảo hoặc là những cái khóa đào tạo, gặp được những cái người cố vấn tuyệt vời hoặc là có thể một số bạn sẽ hoàn thành cái bằng cấp từ một cái trường đại học hoặc là một cái trường nghề vân vân và cái điểm mấu chốt ở đây là bạn phải làm những gì khiến cho bạn hạnh phúc nhất nha ngoài ra thể như mình nói bạn sẽ có sự kết nối với nhiều người và làm việc chung với hội nhóm từ đó khiến cho các bạn trở nên phân phấn hơn à. Các bạn có thể làm việc nhóm và cam kết với một cái dự án mà bạn tin tưởng sẽ mang lại cái sự công nhận và cái sự đền bù mà bạn đang tìm kiếm. Ừ. các bạn sẽ có được những cái phần thưởng tài chính và ngoài ra có được một cuộc sống thỏa mãn hơn và nâng cao sự sáng tạo tự tin và tài năng của mình hoặc là một vài bạn có thể được nâng cấp cho thành một cái người quản lý một người có thể truyền dạy những kỹ năng cho người khác ừ. thấy các bạn có khả năng là sẽ có được những phần thưởng xứng đáng quý giá cho các bạn nha yeah. mình thấy có thể là bạn sẽ khẳng định được sức mạnh cá nhân của mình và đồng thời các bạn được ơn trên ủng hộ rất là nhiều để các bạn có thể thực hiện cái mơ ước của mình. Ừ. Cho nên là bạn sẽ lắng nghe những sự hướng dẫn và cầu xin các thiên thần ban cho bạn những cái lòng can đảm và sức mạnh. Và đừng có để những cái nỗi sợ hãi nó ngăn cản các bạn. Ha. Hãy làm những điều mà bạn biết là đúng. Đôi khi có thể bạn cảm thấy mình bị thách thức nhưng mà bạn hãy lùi lại và bạn hãy dành chút thời gian để bạn có thể xem xét tình huống một cách khách quan. À, Thiên đường sẽ cung cấp cho các bạn những cơ hội để được giải thoát khỏi những cái xung đột cá nhân cũ đang kìm hãm các bạn đó Các bạn sẽ có sự nâng cao sức mạnh trong nghịch cảnh Và đừng bao giờ bỏ cuộc nha Và ngoài ra bạn có quyền say no với những cái yêu cầu không thích đáng, không thỏa đáng, không phù hợp với các bạn Mình thấy các bạn nâng cao niềm tin và có lòng dũng cảm để có thể theo đuổi mục tiêu của mình Và hãy biết rằng bạn đúng trong thời điểm này các bạn sẽ có một sự cải thiện phát triển được cái tính cách hoàn hảo của mình đó. ở đây để bạn có thể gọi là hoàn thành được những cái việc mà bạn cần phải làm thì mình thấy có thể là bạn sẽ cần phải lên một cái kế hoạch thực sự vững chắc và bạn cũng cần phải có những hành động thiết thực ừ. và hãy làm theo bản năng của mình và hãy luôn tự tin ha. các bạn có khả năng sẽ có sự kết hợp trợ giúp từ những người có sự tự tin, họ luôn sẵn sàng lao vào và cứu vãn tình hình cho các bạn các bạn có thể gặp được một cái người có sự năng lực ha, có thể xử lý nhiều nhiệm vụ cùng một lúc họ rất là nhiệt tình à, với những cái nhiệm vụ đầy thử thách và tự tin vào khả năng làm bất cứ việc gì của mình à. các bạn sẽ có được những cái bước tiến triển nhanh chóng và có những hành động nhiệt tình phấn khởi à, và có được những người bạn trung thành và hữu ích cho cái quá trình phát triển của mình đó có thể các bạn sẽ có một khoảng thời gian để nhìn lại cái quá trình gọi là tiêu pha của mình để bạn có thể à, cẩn thận hơn trong việc chi tiêu ừ. và ngoài ra thì mình thấy có thể là một số bạn các bạn sẽ có những cái sự đầu tư khôn ngoan hơn có một vài bạn các bạn có những nỗi lo về tài chính nó khiến cho bạn mất đi cái kiến thức à, mất đi những cái gọi là ý tưởng cho công việc hoặc là khó có thể tìm ra được những cái giải pháp cho nên bạn đừng có để những cái lo lắng về tài chính nó ảnh hưởng đến tinh thần mình quá nhiều À, hãy tập trung vào những gì mình có thể làm được có thể khắc phục và có thể tận dụng những cơ hội để có thể cải thiện vấn đề của mình ừ, có thể các bạn sẽ có sự nâng cao trực giác và có những cái phán đoán tốt cho cái công việc của các bạn và cứ làm việc chăm chỉ các bạn sẽ có được những cái thành đáp xứng đáng thôi đây mình thấy có thể là bạn sẽ có một cái sự gọi là đổi mới chính mình thay đổi thoát uh, ra một cái tình huống nào đó mà không còn phù hợp hoặc là có thể một số bạn dường như có một số bạn nữa các bạn sẽ trở nên xinh đẹp quyến rũ hoặc là có khả năng các bạn có sự tự tin hơn hoặc là bạn nào giảm cân có thể giảm cân sẽ khá là thành công đó ngoài ra mình thấy có thể là bạn cũng có sự gọi là uh, lo sợ trước những cái sự uh, đã mất hoặc là bạn hay nhìn về quá khứ những gì gọi là kiểu uh, đã uh, Tổn thương hoặc là đã thất thoát Thì nó sẽ khiến cho các bạn có thể kéo dài Cái vấn đề đó mãi mãi Cho nên các bạn cần phải Dừng lại cái việc gọi là nhìn về quá khứ quá nhiều Những gì đã qua thì cho qua luôn à, Tập trung vào những, những gì hiện tại Và tập trung để có thể nâng cấp Để tạo ra những cái sự tăng trưởng cho tương lai Đừng nhìn về quá khứ nữa và như mình nói các bạn sẽ có những cái bước tiến những cái sự phát triển về mặt cá nhân hoặc là có thể là có những cái hướng đi rõ ràng hoặc là bạn sẽ biết mình phải làm gì muốn gì và cần gì và mình sẽ thực hiện ra sao để có thể đạt được cái nguyện vọng cho nên là mình thấy có thể là các bạn sẽ đạt được cái mục tiêu các bạn có những cái thành công thắng lợi hoặc là một vài bạn có thể có những cái di chuyển gì đó sẽ thành công trong giai đoạn tháng tới hay là bạn sẽ đi du lịch hoặc là đi chuyển nhà chuyển chỗ ở hoặc là có khả năng có những cái vấn đề nhà cửa sẽ được giải quyết ngoài ra có thể một số bạn sẽ thoát hỏi được những gánh nặng về tài chính có người hỗ trợ về tài chính hoặc là tiền bạc của bạn nó có sự tăng trưởng trở lại ở ừ. đây mình thấy các bạn có rất là nhiều niềm vui mới ha à, và có nhiều cái thành công được mang đến cho bạn khá là nhiều cho nên là việc của các bạn là hãy tin vào chính mình tin vào những phước lành mà mình sẽ nhận được hoặc tin vào cái sự gọi là hỗ trợ trợ giúp từ ơn trên bất cứ điều gì bạn làm với tấm chân tình của bạn chắc chắn các bạn sẽ có được cái quả ngọt nha à. ở đây mình thấy khả năng là một số bạn có thể là bạn sẽ có cơ hội để mua xe mới hoặc là bạn sẽ có những cái sự như mình nói chuyển đổi thành công hoặc đi du lịch thành công à, hoặc là có những cái chiến thắng chiến thắng chính mình và chiến thắng được những hoàn cảnh khó khăn trở ngại hoặc là có thể vượt ra những cái giới hạn do chính mình tự đặt ra vượt ra khỏi cái sự tự ti của bản thân mình để có thể tỏa sáng và những cái điều này là ăn thua ở các bạn thôi ừ. các bạn có muốn có một cuộc sống tốt đẹp thành công như bao người thì bạn phải có sự gọi là bắt đầu um, thực hiện những điều mà mình thực sự gọi là muốn có kết quả chứ bạn không thể nào ngồi đó mơ tưởng được mà các bạn phải bắt tay vô thực hiện hành động và có một cái kế hoạch rõ ràng chỉnh chu à, thì mình thấy khả năng là bạn khi mà càng nâng cấp chính mình thì tiền tài cơ hội nó được mang đến cho các bạn nhiều hơn ở đây có khả năng một số bạn trong tháng tới cũng có cơ hội để có thể biến đổi bản thân hoặc là trái tim của bạn nó được chủ lành. Hoặc là một vài bạn có tình yêu gõ cửa, một cái tình yêu mới mẻ hoặc là một cái tình yêu ngọt ngào gì đó đó chìm đắm trong không gian của bạn hoặc là bạn có thể năng là sẽ lan tỏa được cái tình yêu cuộc sống, uh, tình yêu hương bản thân. Ừ. Và ngoài ra mình thấy có thể năng uh như mình nói các bạn sẽ có một cái sự gọi rửa hoàn toàn những cái vết nhơ cũ ha những cái gì đó gọi là cũ kỹ trong cuộc sống của bạn nó sẽ làm sạch hoàn toàn các bạn có sự biến đổi cho thành một phiên bản nhảy bén nhiệt quyết năng nổ tự tin uh, tiến về phía trước một cách gọi là mạnh mẽ và tôn trọng những giá trị những sự độc đáo riêng của bản thân các bạn có được những cái phần thưởng có được những cái sự gọi là xứng đáng cho mình như là tiền bạc của bạn có sự gia tăng hoặc nó có sự gọi là nâng cấp hoặc có những món quà, những lời ngợi khen hoặc là một số bạn có khả năng còn được thăng chức đạt đến một cái đỉnh cao mới và ngoài ra có thêm có nhiều cơ hội để có thể gia tăng thu nhập hơn nữa và bạn sẽ có thể nắm bắt được những cơ hội này có khoảng 4% một số bạn ở đây các bạn sẽ không đạt được cái điều này bởi vì sao các bạn luôn ở trong cái trạng thái lo lắng nghi ngờ không tự tin rụt rè không dám thay đổi không dám hành động không làm cái gì hết chỉ vì đừng gọi là ngồi yên tại chỗ thì sẽ không có gì diễn ra cả bắt đầu từ bây giờ thì mọi thứ trong cuộc sống của bạn nó sẽ được tạo ra theo cái mong muốn theo cái hành động của các bạn yeah. còn các bạn có sự đứng yên tại chỗ thì mọi thứ nó cũng sẽ đứng yên và không có gì uh, có thể gọi là mang đến cho bạn cái sự thỏa mãn hài lòng cho nên các bạn cần phải sốc giác hơn Các bạn muốn ơn trên hỗ trợ các bạn Thì các bạn phải bước, bước một bước trước Thì ơn trên sẽ có sự bước 10 bước Để có thể tiến về phía bạn Và giúp cho bạn có thể đạt đến cái Mong muốn của mình nhanh chóng hơn bạn nghĩ đó ừ. Thế là bạn cũng sẽ có sự cân bằng Hoặc là bạn sẽ biết cách tiết kiệm hơn Hoặc là biết cách đầu tư khôn ngoan hơn Chứ không có mua sắm luôn tuồn nữa Nha thay một số bạn sẽ đối mặt với vấn đề gọi là nhìn thấy được cái sự mua sắm luôn tuồn của mình nó khiến cho mình gọi là bị thất thoát thiệt hại về tài chính cho nên các bạn có sự kỹ lưỡng khắc khe hơn trong vấn đề mua sắm cẩn thận hơn và biết uh, quý trọng đồng tiền của mình hơn uhm. đây mình thấy các bạn có một cái điều ước trở hành sự thật đó cho nên là bạn nào thất nghiệp sẽ có công việc hoặc là có những cơ hội mới về tiền bạc về tình yêu về chiến thắng về thành công về những quý nhân và những cơ hội mở rộng và những cái sự đủ đầy đến với mình có một số vấn đề cảm xúc cần phải giải quyết để bạn có thể gọi là có sự thoát khỏi hoàn toàn những cái sự ràng buộc cũ ha Và có những lựa chọn cho nên hãy đưa ra những lựa chọn khôn ngoan. Có thể bạn sẽ đứng trước giữa lựa chọn của việc à, làm hay không làm. nha Đi hay ở. Hoặc là có nên gọi là nắm bắt cơ hội hay không. Ừ. Và hãy tin vào trực giác, vào cái bản năng hoặc là cái tiếng nói nội tâm của bạn. Để bạn có những cái lựa chọn đúng đắn. Và như mình nói, đánh lúc các bạn phải có sự chuyển động, thay đổi và hướng về phía trước với cái hướng đi con đường mục tiêu của mình rồi. Nha. Các bạn được trao những ánh sáng rõ ràng để bạn có thể thấy được con đường. Nha. và khi mà các bạn có sự luyện tập cố gắng và phát triển nâng cấp chính mình mình thấy các bạn có thể là sẽ trở nên khéo léo hơn trong cách ăn nói giao tiếp à, ngôn ngữ ngoại, à, ngôn ngữ của bạn nó có sự gọi là um, khôn khéo hơn linh hoạt hơn hoặc là một số bạn có thể cũng rất là tự tin để nói lên chính kiến hoặc chia sẻ lập trường chia sẻ quan điểm chia sẻ những kiến thức mà bạn có được một cách uh, tự tin nhất ha mình thấy là như vậy Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ một ở đây Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha Chào các bạn Hai, xin chào các bạn tụ 2 Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 2 để xem coi Vận đỏ nào sẽ chờ đón các bạn trong cái tháng tới này à, Và đây là những trò bài chung mê nguồn năng lượng chung của nhiều người Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở Và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha rồi mình sẽ liên kết năng lượng các bạn tụ 2 bạn tuổi hai là những người uh, um, sống tình cảm nhưng mà không có thể hiện ra bên ngoài ha, các bạn có sự tiết chế chừng mực lại tình cảm của mình cảm xúc của mình um, một số bạn ở đây mình thấy bạn là những người rất là tài ba thông minh có trí sáng tạo có ý tưởng và cũng là một người rất là tự tin để có thể theo đuổi đam mê của bạn các bạn ở đây nói chuyện rất là hay hoặc có khả năng thuyết phục người khác rất là tốt uh, có khả năng đàm phán và ngoài ra có khả năng gọi là um, nắm giữ con đường hướng đi và vươn lên à, là một người rất là yêu nghệ thuật yêu màu sắc hoặc là một số bạn ở đây có thể là vẽ khá là đẹp hoặc là, là những cái lĩnh vực gì đó mà liên quan đến nghệ thuật là các bạn cực kỳ gọi là kiểu bị uh, cuốn hút bị thu hút hoặc là bạn có thể tạo nên những tác phẩm uh, những cái um, sản phẩm gì đó rất là có giá trị và được rất là nhiều người đón nhận nồng nhiệt như vậy ở đây mình thấy các bạn đang khao khát một cuộc sống giàu có một cuộc sống đủ đầy một cuộc sống dư giả thoải mái và tình dưỡng À, có thể các bạn đang làm việc rất là nhiều để bạn có thể tạo ra một cuộc sống mà bạn mong muốn trong tương lai à, và các bạn dạo gần đây có khuynh hướng là uh, hơi uh, bí ẩn hoặc là có khả năng là thực hiện những cái mong muốn của mình một cách thầm lặng à, làm việc một cách chăm chỉ kiên nhẫn và kiên trì có thể trong cuộc sống của bạn cũng hay có những người nói xấu chỉ trích phê bình hoặc là đôi khi dạo gần đây cũng có rất là nhiều người muốn biết bạn đang làm gì cuộc sống ra sao à, rất là muốn biết những cái bí quyết hoặc là những thành công mà bạn có Ừ. Thấy bạn có vẻ hơi gọi là uh, Bí mật quá Cho nên là rất là nhiều người Họ hơi tò mò về các bạn ừ. Và một số bạn ở đây cũng khá là nổi tiếng Cho nên là đôi khi có nhiều người không có thích các bạn Nhưng mà mình thấy các bạn cũng không quan tâm nhiều Mà mình thấy các bạn chỉ quan tâm nhiều đến hạnh phúc thôi Và quan tâm đến những cái đam mê mong muốn của mình thôi Quan tâm đến những cái đỉnh cao mới thôi yeah. Các bạn không có chấp dứt những cái chuyện lọc vặt Mình thấy là như vậy Ừm ở đây những bạn nào mà làm những công việc mang tính chất ý tưởng đó, thì mình thấy các bạn cũng nên kỹ lưỡng để tránh có những người đánh cắp bản quyền hoặc là ăn cắp ý tưởng của mình nha trong cuộc sống của bạn dường như là các bạn gặp rất là nhiều người không tốt những người dối trá những người bạn không tốt lừa đảo mưu mô ha không có thật lòng với các bạn á cho nên các bạn cũng đừng tin tưởng người khác quá mức hoặc là có thể một số bạn yêu ai cũng không thành yêu ai cũng gặp những cái vấn đề trắc trở hoặc là đôi khi không có người thật lòng với mình cho nên một số bạn có sự gọi là có phương hướng chọn yêu bản thân à, tập trung vào trở thành phú ông phú bà <laughs> để có một sống an nhiên tự tại thoải mái không bị ràng buộc hay lệ thuộc bất cứ điều gì nữa nó là như vậy các bạn đang muốn phát triển nhiều hơn trong vấn đề về sự nghiệp ừ. và các bạn cũng đợi nhận được rất là nhiều phước lành hoặc là bạn đang có sự đếm những cái phước lành mà ơn trời mang tặng à, ở đây mình thấy các bạn càng biết ơn, càng trân trọng thì bạn sẽ càng có nhiều phước lành gấp 10 lần những gì mà bạn đang có đó. Ừ. Uhm. Và tránh gọi là xem thường bản thân, tránh đánh giá mình với người khác, tránh tự ti trong thời điểm này. À, tránh có sự gọi là có những cái sự sân si, bởi vì những nguồn năng lượng này không tốt cho quá trình phát triển của các bạn. À. Người ta thành công thì người ta cũng phải trải qua một cái quá trình toi luyện. Thì bản thân bạn cũng như vậy thôi, mình hãy tập trung vào bản thân để nâng cấp chính mình. Ừ. Uhm hãy có sự gọi là tôn vinh hoặc là có sự gọi là ngưỡng mộ những người thành công ừ. thì mình cũng sẽ thành công giống như họ mình cũng sẽ đạt được những thành tích giống như họ à. rồi để mình xem coi vận um, đỏ nào đang chờ đón các bạn trong tháng tới đây mình thấy các bạn tụ hai các bạn nên có sự chú ý hơn đến vẻ bề ngoài của mình, chăm chút hơn cho sức khỏe cũng như là uh, ăn uống đầy đủ hoặc là có thể có những cái um, biện pháp gì đó để chăm sóc chính mình để bạn ngày càng trẻ trung hơn. mình thấy dường như có một số bạn ngày trẻ hơn, ngày càng trẻ hơn khi bạn có sự quan tâm đến chính mình đó. Uh, ở đây có những bạn nào có sự uh, là không có quan tâm nhiều đến bản thân thì các bạn sẽ rất là dễ gọi là già cỗi đó. Cho nên đây sẽ là cái thời điểm mà các bạn nên chú ý nhiều hơn đến bản thân của mình Và khi mà mình có sự thay đổi diện mạo, ha, sắc diện, sắc khí trên khuôn mặt của mình Thì nó cũng sẽ là một cái yếu tố, một cái phần quan trọng để bạn có thể thu hút may mắn Và các bạn nên uống nước nhiều Và làm những việc mà mình yêu thích Đó cũng là những cái điều khiến cho bạn cảm thấy tràn trề sức sống Và được trẻ hóa Năng lượng được gọi là nâng cao ha. Wow, trong tháng tới dường như có một số bạn các bạn có khả năng gọi là tình yêu <laughs> lãng mạn nó nở rộ và tình yêu nó lớn dần theo thời gian ha. Có một số bạn nữa có thể được gửi hoa, được gửi quà tặng, được yêu thương hoặc là có thể có nhiều bạn ở đây các bạn sẽ có những cuộc trò chuyện điện thoại thì thầm vào buổi tối kéo dài hàng giờ liền. À, các bạn có được những cái khoảng thời gian ngây ngất, bay bổng <laughs> trong trái tim và bạn sẽ có khả năng mỉm cười nhiều hơn bình thường. Yeah, một số bạn có khả năng là các bạn có những cái người trợ giúp giúp cho bạn có thể cân bằng về cảm xúc uhm. và ngoài ra cuộc sống của bạn trở nên duyên dáng hơn trở nên hạnh phúc hơn trở nên khác biệt hơn có thể một số bạn là những cái người mới bước vào cuộc sống của các bạn hoặc là có thể uh, một số bạn thì một cái người mà bạn đã biết hoặc là đã yêu đương một khoảng thời gian rồi thì cái ngọn lửa lãng mạn nó được thấp lại thì dù thế nào đi chăng nữa thì tình yêu vẫn có sự lan tỏa trong cái cuộc sống của các bạn ừ. sẽ có một người khiến cho trái tim của bạn có sự rung động ha một người đầy tình cảm đầy lãng mạn một người bạn tâm giao à, và ngoài ra thì có thể một số bạn cái tâm hồn nghệ sĩ của bạn nó cũng được nâng cấp rất là nhiều ừ có một số bạn ở đây có thể tiến đến hôn nhân với người mình yêu được cầu hôn hoặc tiến đến đám cưới hoặc là có một số bạn sẽ có những cái nỗ lực phát triển về những cái um, uh, lĩnh vực liên quan đến nghệ thuật sự sáng tạo hoặc tham gia vào những cái sự kiện nghệ thuật ha. ngoài ra thì có thể các bạn cũng sẽ có những kiếp nói uh, những cái kết, kết nối của kiếp trước uhm. ngoài ra có thể là bạn sẽ có một cái sự mở lòng hơn với mọi tình huống nhìn nhận mọi thứ ở một cái góc độ gọi là khách quan nhất ha cho nên là mình thấy có thể là bạn cũng sẽ uh, giữ vững lập trường của mình uh, trong những cái trải nghiệm về cảm xúc ừ. một cái tháng đầy cảm xúc cho các bạn ở đây mình thấy có thể là bạn cũng sẽ có rất là nhiều việc phải làm đó yeah. và ngoài ra các bạn cũng rất là hào hứng để có thể hoàn thành mọi thứ um. các bạn có thể là sẽ có những kế hoạch vững chắc hơn cho cái kế hoạch dự án của mình và có những cái hành động nhanh chóng và hãy làm theo những cái uh, bản năng của các bạn và hãy luôn tự tin và ngoài ra mình thấy có thể là bạn làm những công việc mà bạn cảm thấy rất là vui khi mà bạn có thể làm được nó ha các bạn có thể sẽ có được những sự tiếp cận với những cái người rất là tự tin họ có sự sẵn sàng lao vào và cứu vãn những tình hình cho các bạn một người cực kỳ có năng lực và có thể xử lý nhiều nhiệm vụ cùng một lúc và ngoài ra đây chính là cái nguồn năng lượng của bạn trong cái giai đoạn tháng tới bạn tự tin vào cái khả năng làm được bất cứ điều gì của mình và bạn có sự luôn sẵn sàng các bạn sẽ có được những cái thay đổi nhanh chóng đến với mình Và cái hành động của bạn sẽ trở nên nhiệt tình hơn à, Như mình nói các bạn sẽ có được những cái kết nối thú vị trong thời gian này Có thể cũng có được những người bạn trung thành và hữu ích à, đến với các bạn Ở đây mình thấy có khả năng một số bạn sẽ bước vào cái vai trò vị trí lãnh đạo Hoặc là bạn cũng là một người có một cái năng khiếu lãnh đạo bẩm sinh rồi Cho nên là mình thấy có thể là trong tháng tới bạn sẽ có sự tiến về phía trước uhm, Đây sẽ là cái thời điểm các bạn khá là tỏa sáng Và mọi người sẵn sàng lắng nghe lời khuyên của các bạn À. và bạn có thể gia tăng rất là nhiều cái sự chú ý từ mọi người và bạn hãy sử dụng cái khả năng của mình để bạn có thể thay đổi cuộc sống của mình cũng như giúp cho người khác có những cái sự thay đổi tốt hơn à. ở đây mình thấy dường như các bạn cũng sẽ có được cái sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cho nên các bạn cũng sẽ có những khoảng thời gian quan tâm nhiều hơn đến gia đình cha mẹ anh chị em họ hàng bạn bè à mình thấy cái trái tim của bạn rất là nhân hậu và bạn có sức lôi cuốn nha và tạo nên được cái sự khác biệt rất là nhiều và có thể bạn sẽ truyền cảm hứng được rất là nhiều người. Hoặc là một số bạn các bạn sẽ rất là tự tin để bạn có thể đứng trước sân khấu và diễn giải hoặc là truyền đạt những thông tin mà bạn biết. À, và ngoài ra thì mình thấy có thể là có một số bạn các bạn sẽ có một cái sự quyên góp tiền bạc hoặc là thời gian của mình cho một cái mục đích cao cả nào đó. Họ có khá nhiều những cơ hội kinh doanh những cái ý tưởng sáng tạo được mang đến các bạn á mình thấy dường như các bạn sẽ rất là tỏa sáng bạn sẽ được công nhận cho những điều tuyệt vời mà bạn đã đạt được nha yeah. Ngoài ra có thể có rất là nhiều bạn là diễn viên ca sĩ hoặc là MC gì đó thì có khả năng trong giai đoạn này sẽ là cái hà đỉ mà các bạn có sự đứng trong ánh đèn sân khấu bạn đón nhận được những sự ấm áp và tình yêu mà bạn xứng đáng nhận được yeah. Và hãy cầu xin các thiên thần mang đến cho bạn cái sự tự tin cần thiết để bạn có thể tiến về phía trước. Và ngoài ra các bạn có khả năng là sẽ có sự cân bằng, những cái ưu tiên của mình hơn, hoặc là những dự án, hoặc là những con người. Trong cái thời điểm tháng tới, hãy tập trung và bình tĩnh. À, và đồng thời các bạn cũng cẩn thận với những cám dỗ và những bi kịch trong thời điểm này nếu như bạn có thể thể hiện được cái thái độ bình tĩnh của mình cái sự điềm đạm và tích cực thì bạn sẽ đạt được những thành công lớn đó mình thấy có thể là bạn sẽ có được những cái mục tiêu rõ ràng hơn ha. hoặc là bạn có được một cái sự gọi là như mình nói thăng chức xứng đáng ừ. ngoài ra có thể một vài của bạn cũng sẽ có những cái chuyến công tác xa gặp gỡ được nhiều người hoặc là có thể học hỏi được nhiều thứ khá là quan trọng cho sự nghiệp ở đây có một số bạn có bạn có cái tật là bạn thường hay lo lắng cho nên là bạn không có gì phải lo hết bởi vì khi mà bạn cứ tập trung vào cái nỗi sợ hãi và những cảm giác không chắc chắn thì nó sẽ khiến cho bạn khiến cho những cái điều tồi tệ nhất nó sẽ xảy ra đó cho nên là các bạn cần phải thay đổi cái suy nghĩ của mình theo cái hướng tích cực và lạc quan hơn chỉ mong đợi những hy vọng và những ước mơ cao nhất của bạn và luật hấp dẫn thiên liên sẽ mang chúng đến với các bạn nha đừng có quá khắc khe bản thân của mình bởi vì không có gì bạn sẽ đạt được khi mà bạn cứ sống lại à, quá khứ hết lần này đến lần khác hãy buông bỏ những gì đã qua và thay vào đó bạn hãy gian rộng vòng tay yêu thương với những gì đang có và những gì có thể có ừ. hãy lạc quan hơn đừng có tra tấn bản thân của mình một cách không cần thiết nha yeah. trong tháng tới mình thấy dường như những cái kế hoạch của bạn đều được ban phước à, các bạn sẽ có được những cái thời điểm thịnh vượng và thành công lớn và tài chính của bạn nó có sự trôi chảy và suôn sẻ hơn à, một số bạn thì như mình nói sẽ thăng chức hoặc là những cái thay đổi tích cực trong công việc của mình và ngoài ra có thể còn có những cơ hội uh, nghề nghiệp bất ngờ trong tương lai gần nữa cho nên là bạn hãy có sự chấp nhận những điều này bằng cách khẳng định bạn xứng đáng ha, tự tin có được những điều bạn mong muốn hoặc là một số bạn sẽ có khả năng làm quen được với những người bạn có quyền lực hơn để họ có thể hỗ trợ các bạn trong những cái vấn đề gì đó mà cần đến sự hướng dẫn từ họ một số bạn ở đây mình thấy các bạn sẽ có những khoản đầu tư khôn ngoan và có khả năng gia tăng lợi nhuận và ngoài ra có thể các bạn cũng sẽ có những cái hoạt động bảo vệ môi trường hoặc có thể có một số đối tượng một số cô chú ở đây có thể nghĩ đến cái vấn đề nghỉ hưu ha mình thấy là như vậy đây sẽ là thời điểm các bạn có rất là nhiều điều để bạn có thể ăn mừng các bạn có khả năng là được rất là nhiều người chúc mừng cho những cái thành công tiến bộ các bạn hoặc là bạn sẽ được mọi người nhìn nhận ở các bạn một cái à, mức độ khác ha nhận nhìn nhận bạn là con người rất là tuyệt vời à, các bạn sẽ có những giải thưởng có những cái sự thăng chức hoặc bổng hoặc là có khả năng một số bạn có thể xuất hiện trước công chúng một cách tự tin và mạnh dạng nhất À, thành công đến với bạn gần như là chắc chắn rồi, cho nên là bạn đừng có ngại ngần. Đây là sẽ là cái thời điểm để bạn có thể tỏa sáng. Bạn à, sẽ có khả năng gọi là triển khai những ý tưởng mới tuyệt vời và những cái sự sáng tỏ đáng kinh ngạc sẽ đến trong thời điểm này. Cho nên là bạn hãy cởi mở với những cơ hội mà trước đây các bạn có thể chưa từng nghĩ đến. Uhm, đôi khi có những ý tưởng gì đó không thành công, không có nghĩa các bạn sẽ luôn thất bại. Cho nên là bạn hãy có sự gọi là lên chuẩn bị kỹ lưỡng cho những cái À, kế hoạch của mình ha, rút kinh nghiệm từ những thất bại trước đó để mình có thể tạo nên những thành công vững à, chắc hơn. Và đồng thời hãy thể hiện bản thân của mình một cách cởi mở, trung thực và hoàn toàn tự tin. Các bạn à, có thể là sẽ có được rất là nhiều những phước lành, có được một cái sự giác ngộ, có được những cái sức khỏe tuyệt vời và thành công với những cái dự án mà bạn có thể đang ấp ủ nha. Yeah khá là nhiều những cái vận đỏ đến với các bạn và đồng thời mình thấy có thể vận đỏ nó liên quan nhiều đến sự nghiệp và tài chính à, những cơ hội bất ngờ hoặc là có thể một số bạn là bánh xe số phận quay cho nên các bạn có được rất là nhiều những sự may mắn bạn nào mà thi cử sẽ thành công nha thấy có nhiều bạn thi cử ở đây nè và ừ. cuộc sống của bạn sẽ có sự biến chuyển và ngoài ra có thể một vài bạn như mình nói là những cái khoản đầu tư những cái khoản gọi là kiểu là um, tiết kiệm các bạn có thể nó có sự tăng trưởng như bạn đầu tư đất đai hoặc bạn đầu tư vàng bạc vân vân nói chung là nó có sự tăng trưởng và phát, phát triển thành cây luôn uhm. nó có sự ăn sâu gốc rễ và không có dễ dàng bị hao tổn hoặc là bị thất thoát vậy các bạn có được cái trạng thái đủ đầy trạng thái dư dả trạng thái thoải mái à, trạng thái tràn trề cái sự tự tin và tràn trề cái sức khỏe tốt các uhm. bạn trở nên kiên nhẫn kiên trì và ý chí của bạn nó sẽ rất là vững mạnh À, đây là thời điểm mà cây có đâm chồi nảy lọc. Ừ. ngoài ra tình yêu cũng vậy. tuy nhiên mình thấy các bạn sẽ có rất là nhiều sự lựa chọn trong tình cảm thì các bạn cũng nên uh, chọn lựa một cái người có thể phù hợp với mình để tránh mất thời gian cũng như um, chọn sai người thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến công việc cũng như ánh sáng của các bạn đó. À. Rồi ngoài ra ở đây mình thấy có thể là một số bạn ở đây thì có thể năng là có tin vui về con cái ừ. hoặc là thú cưng của bạn có tin vui về con cái à, các bạn sẽ rất là khiết chất ha? một số bạn giống như một con công trước mọi người vậy đó ha? ai cũng có sự ngước nhìn các bạn ừ. nhưng mà bạn hãy biết rằng cuộc sống có sự thay đổi theo chu kỳ ha? cho nên mình cũng phải có sự thích ứng với những thay đổi này à, ngoài ra thì hãy có những cái sự gọi là chuẩn bị cho những cái sự thay đổi để mình không có bị bỡ ngỡ và như mình nói hãy tránh xa những cái nguồn năng lượng tiêu cực hoặc là tránh xa những người nghi ngờ đố kỵ tránh xa những người không tốt để mình có thể luôn hướng ánh sáng hoặc luôn hướng cái suy nghĩ của mình vào những điều tích cực nhất à, trong thời điểm tháng tới có thể cũng có lừa đảo cướp giật trộm cắp đồ đó hoặc những người không tốt xuất hiện á à, bởi vì bạn quá sáng cho nên thiêu thân thì nó thưa thình thường thích gọi là bám vào Vì của các bạn là phải tỏ sáng nhiều hơn nữa bất cứ điều gì cũng phải có sự rõ ràng minh bạch À, để tránh có những cái uh, quyết định sai hoặc là tránh những cái sự thao túng hoặc là những cái uh, điều tiêu cực mà người khác mang đến ừ. và tránh những cám dỗ ha đặc biệt là trong tình yêu tình cảm cẩn thận để tránh lừa đảo lợi dụng trong thời điểm này các bạn có được cái sự công nhận nè các bạn có được những cái phần thưởng xứng đáng ha và có sự đầy ắp uh, những cái vật chất tiền tài hoặc là ăn uống đầy đủ No nê <laughs> trong cuộc sống của các bạn ừ. à, Mọi thứ có đôi khi cũng có thử thách, cũng có đấu tranh Nhưng mà mình thấy các bạn sẽ là người chiến thắng cuối cùng Cho nên không cần phải lo, lắng, nghỉ ngơi à, Chiến thắng của bạn sẽ là một cái à, nguồn cảm hứng, truyền động lực cho rất là nhiều người nữa đó ừ. Có một người mang năng lượng nam Đây là một người sống à, khá là thông minh, giỏi giang à, và có tài cán Cũng như là một người khéo ăn nói, một người lãnh đạo tốt À, một người có sự mạnh mẽ kiên cường có thể đây sẽ là một cái người truyền cảm hứng nâng cấp tinh thần hoặc là có thể một người hỗ trợ các bạn trong những cái vấn đề gì đó mà bạn um, có sự bí bách bế tắc ha và hãy nhớ bảo vệ đôi mắt của mình thật là tốt trong thời điểm này nữa nha uống nước nhiều à. rồi mình xin kết thúc các bạn tụ 2 ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha chào các bạn Hi, xin chào các bạn tụ 3 Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 3 Để xem coi vận đỏ nào đang chờ đón các bạn trong tháng tới Và đây là những trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở Và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha Rồi, mình sẽ liên kết năng lượng với các bạn tụ 3 Các bạn tụ ba các bạn đang học hỏi tìm tòi mỗi điều gì đó mới mẻ và đang muốn triển khai và hành động Tuy nhiên cũng còn hơi do dự hoặc là cân nhắc ha. Hiện tại có thể là bạn đang nỗ lực để kiếm tiền siêng năng chăm chỉ hơn ha để gia tăng thu nhập cũng như là có sự chăm chút bảo vệ bản thân, yêu thương bản thân nhiều hơn các bạn đang muốn phát triển toàn diện chính mình về khả năng, tài năng làm việc Hoặc là có thể kiến thức, tri thức Hoặc là có một sự bảo vệ sức khỏe, tinh thần, thể chất Tất tần tật nói chung mà bạn yêu bản thân và bạn muốn có một cái sự phát triển trọn vẹn của chính mình Cho thành một phiên bản cao cấp nhất của chính mình Các bạn đang muốn làm mới bản thân của mình ha Hoặc là muốn trẻ hóa hơn ừ, Thì đây là điều tốt Các bạn càng tập trung càng yêu thương bản thân thì vũ trụ sẽ càng hỗ trợ giúp đỡ cho các bạn Nhiều hơn nữa để bạn có thể đạt được cái sự tội nguyện này bởi vì vũ trụ yêu các bạn Nha À, có một số bạn ở đây các bạn đang mang thai thì giai đoạn này có thể các bạn cũng nên gọi là quan tâm hơn đến sức khỏe cũng như là cẩn thận trong thời điểm này đặc biệt những bạn nào có nuôi thú cưng thì chăm sóc thú cưng cẩn thận để tránh những vấn đề bị chà bị chày, xước bị cào hoặc là có thể các bạn nên chú ý cái vấn đề răng răng của các bạn nên bảo vệ để không có bị những vấn đề như nhức vân vân Một số bạn có thể là bạn sẽ sanh trong tháng tới thì mình thấy sẽ thành công cho nên đừng lo lắng nha, hãy cầu nguyện thay vì lo lắng. Một số bạn có thể có tin vui con cái là một bé trai, à, mình thấy là như vậy. Thời à, điểm này có thể là các bạn nên nhẹ nhàng từ tốn hoặc là bình tĩnh trước mọi thứ mọi việc đừng quá hấp tấp. À, hành động phải có sự suy nghĩ có kế hoạch trước sau kỹ càng thì chắc chắn các bạn sẽ thành công và đừng ngủ quên trong chiến thắng cứ nỗ lực hơn nữa bởi vì mình thấy có thể bạn sẽ tạo nên những thành công liên tiếp. À, thành công nói tiếp thành công một số bạn ở đây mình thấy dường như bạn đang muốn học ngoại ngữ muốn phát triển bản thân nhiều hơn muốn rận, mở rộng những khả năng của mình thì chắc chắn các bạn sẽ làm được cho nên hãy tự tin vào chính mình kiên nhẫn ha, kiên trì là điều các bạn hết sức cẩn thọ, à, cần hết sức gọi là chú trọng ừ. đây một số bạn đang ngóng chờ tin tức ở xa ừ. thì các bạn không cần phải vội ha mọi thứ sẽ đến đúng lúc đúng thời điểm thời cơ thôi hoặc là một vài bạn muốn đi du lịch nước ngoài đi làm việc xa đi nước ngoài định cư vân vân thì như mình nói hãy cứ gọi là xem xét tìm kiếm thông tin rõ ràng nghiên cứu ha. và có thể cái ước nguyện của bạn nó sắp hoàn thành rồi nếu như các bạn đã có những cái sự gọi là chuẩn bị và lên kế hoạch cũng như hành động thiết thực vận đỏ nào à, đang chờ đón các bạn trong tháng tới ha. Một số bạn các bạn chọn luôn tụ 2 với tụ 3 ở đây mình thấy có khả năng là trong tháng tới một số bạn có khả năng các bạn nâng cao được cái sự chủ lành của mình hoặc là bạn có thể là tạo ra được cái sự khác biệt gì đó trong cuộc sống của các bạn à, bạn có khả năng tuyệt vời trong cái việc chăm sóc hỗ trợ người khác đồng thời các bạn có thể tạo ra được một cái sự sung túc lớn lao có thể một số bạn có những ý tưởng kinh doanh gì đó liên quan đến việc tạo giá trị chắc chắn các bạn sẽ thành công cho nên là hãy sáng tạo hay đổi mới đây là cái thời điểm mà các bạn có sự gọi là mở rộng và theo đuổi tiếng gọi của trái tim các bạn khi mà các bạn gọi là tiến đến cái mục đích nghề nghiệp và cuộc sống của mình và đồng thời đôi khi các bạn cũng phải dành một khoảng thời gian để bạn có thể có được những cái khoảng yên, yên tĩnh ha. và dành thời gian cho những người có ý nghĩa nhất trong cuộc sống của các bạn tránh lãng phí thời gian của mình cho những cái người không cùng tần số và ngoài ra mình thấy các bạn có khả năng gặp được những người tốt những người có những cái sự năng động nhưng mà thực tế và họ có thể uh, hỗ trợ các bạn đạt được uh, cái mong muốn của các bạn hoặc là bạn nào có vấn đề về sức khỏe có thể gặp được một cái người chữa lành tốt kiểu vậy cho nên thời điểm này một số bạn các bạn sẽ có sự tập trung hơn vào sức khỏe và luyện tập cho nên là các bạn có khả năng có một cái sức khỏe cực kỳ tốt và đổi mới bản thân hoặc là có sự tươi trẻ hơn hoặc là có một số bạn sẽ Um, có một cái phút dáng thon gọn hơn và ngoài ra một số bạn sẽ có một cái sự phát triển tình yêu thiên nhiên vô cùng lớn lao có thể là bạn sẽ có sự kết nối với mẹ thiên nhiên nhiều hơn trong thời điểm này hoặc là bạn cũng được khuyến khích hãy ra ngoài hít thở khí trời hít thở không khí trong lành để vì nó giúp ích rất là nhiều cho cái tinh thần cho cái tần số năng lượng cũng như cho cái uh, ước mơ của các bạn ở đây một số bạn các bạn có những cái tình huống gì đó đang gặp rắc trở thì có khả năng các bạn sẽ giải quyết được sẽ được cải thiện bằng cách kết hợp ý tưởng của bạn với ý tưởng của người khác cho nên là những người xung quanh họ sẽ có sự trợ giúp có những cái gợi ý và đồng thời giúp cho bạn có thể có những giải pháp tốt hơn đây là thời điểm mà các bạn sẽ có sự hòa hợp và tạo nên có sự gọi là hài hòa cũng như đạt đến những cái thành tích cao khi bạn có sự kết nối với nhiều người, hãy cởi mở với những ý tưởng của người khác và hãy cố gắng nhìn thế giới theo những uh, cách mà người khác có thể nhìn nhận xung quanh cuộc sống các bạn. đây sẽ là thời điểm mà bạn sẽ cùng nhau tạo ra rất là nhiều những cái điều thành công, ha. hoặc là một số bạn sẽ có những cái kết quả uh, đo bên cùng có lợi trong thời điểm này và hãy kiên nhẫn cho đến khi các bạn đạt được những cái uh, kết quả gì đó thích hợp ở đây mình thấy dường như các bạn sẽ có rất là nhiều những thế lực xung quanh để bạn có thể gọi là hỗ, được hỗ trợ và được giúp đỡ đó ừ. các bạn sẽ nhìn thấy được những khả năng vô tận đang chờ đón các bạn chứ bạn không còn ở trong cái trạng thái gọi là ngủ mơ nữa hãy biết ơn những cái điều tuyệt vời ha có xung quanh của cuộc sống của các bạn có khả năng các bạn sẽ mở ra nhiều cơ hội tuyệt vời hơn nữa mà thiên đường thiên đường dành tặng cho các bạn ừ. Ngoài ra mình thấy có thể là bạn sẽ tập trung hơn vào những điều tích cực Hoặc là các bạn đôi khi cũng có những khoảng thời gian hướng nội để bạn có thể nhận được những cái thông điệp cần thiết Để bạn có thể tìm ra lối đi và con đường của mình Trong thời điểm tháng tới có khả năng là thời điểm các bạn sẽ thu hút được rất nhiều ánh nhìn Dành cho các bạn bởi vì có thể họ cảm thấy cảm nhận được cái vẻ đẹp và cái sự hạnh phúc lan tỏa từ trái tim của các bạn Các bạn có thể tạo ra những điều gì đó khác biệt cho thế giới của mình cũng như cho người khác và bạn cảm thấy vui vì cái điều đó và ngoài ra các bạn sẽ kết nối được rất là nhiều những người bạn đáng tin cậy thông minh và vui vẻ à, đây sẽ là những cái người có cái vẻ đẹp về thể chất lẫn về tinh thần và có thể hỗ trợ các bạn xử lý những cái tình huống khó khăn một cách duyên dáng nhất ừ. hoặc đây sẽ là cái nguồn năng lượng của bạn trong tháng tới của sự biết chăm sóc chính mình và chăm sóc người khác và có được một cái đức tin mạnh mẽ và thực hiện những cái lời nói của mình một cách chặt chẽ ở đây một số bạn có thể làm người cha người mẹ ha có thể có tin vui về con cái à, hoặc là có thể một số bạn các bạn sẽ có thể làm cái điều gì đó hỗ trợ cha mẹ của mình ừ, và bạn cảm thấy vui về cái điều này hoặc là có thể ba mẹ của bạn cũng sẽ cho bạn những cơ hội hoặc cho bạn những cái lời khuyên à, sáng suốt và bạn nên làm theo ừ, và ngoài ra một số bạn sẽ có những cơ hội để trở thành một người lãnh đạo một người dẫn dắt một người hướng dẫn các bạn sẽ cân bằng được cái sự nghiệp và cuộc sống gia đình của mình Ngoài ra các bạn sẽ tìm ra được câu trả lời nó nằm trong trái tim của bạn chứ không phải là ở thế giới bên ngoài Cho nên là đôi khi các bạn cứ suy nghĩ một cách lý trí thì có thể năng là khá khó có thể tìm được câu trả lời mà phải đi sâu bên trong của mình Thoát khỏi những lo lắng, những bộn bề trong cuộc sống để bạn có được những cái sự hướng dẫn từ ơn trên cho bạn có những cái giải pháp hoàn hảo à. Yeah. Cho nên thời điểm tháng tới cũng là thời điểm các bạn cũng nên có những khoảng thời gian thư giãn dành thời gian cho cái quá trình phát triển tâm linh của mình và cái lời cầu nguyện của bạn sẽ được đáp lại nha các bạn có thể là cũng nên ngủ nghỉ nhiều hơn và tránh xa uh, những cái drama tiêu cực bên ngoài ảnh hưởng đến tinh thần của mình dành thời gian cho thiên nhiên nha. thời điểm tháng tới sẽ là thời điểm mà các bạn được kêu gọi để hành động rất là nhiều bạn có thể thể hiện niềm tin và ước mơ của mình và bạn có cái khả năng cần thiết để bạn có thể đạt được nó và lắng nghe cái sự hướng dẫn của các thiên thần các bạn sẽ bước ra thế giới với những cái sự gọi là hoàn thành những điều tuyệt vời, bạn sẽ có khả năng thể hiện được cái sự quyết tâm và tận tụy với kế hoạch của mình và bạn sẽ được đền đáp bằng cái sự sung túc và thịnh dưỡng đó, những cái hạt giống mà bạn gieo trồng có thể nó sẽ nảy mầm và mang lại cho bạn một cái vụ thu hoạch tuyệt vời và các cơ hội nghề nghiệp đang đến cho các bạn một cách dồi dào khiến cho bạn có sự tự tin hơn dường như các bạn có một cái sự phát triển uh, cái tình yêu thương gia đình rất là to lớn trong thời điểm này đó uhm. và có thể cuộc sống của các bạn có những cái sự vây quanh bởi những cái sự đẹp đẽ và xa hoa yeah. và ngoài ra một số bạn sẽ có thể trở thành một người nghệ sĩ một người làm trong lĩnh vực nghệ thuật và có thể mọi thứ rất là thăng hoa với các bạn có thể một vài bạn sẽ muốn làm vườn nè hoặc là có thể um, làm bất cứ điều gì mà bạn cảm thấy mình có thể nâng cao sự sáng tạo thì bạn có thể sẽ phát triển đó ừ. và đây cũng là thời điểm hoàn hảo để bạn thực hiện các kế hoạch nắp ủ trong cái tim của các bạn và giai đoạn này như mình nói một số bạn sẽ có khả năng là có tin vui về con cái có thể tháng tới là cái thời điểm các bạn sẽ rất là bận rộn cho nên là các bạn phải sắp xếp kế hoạch làm cái gì đó một cách trật tự và kỹ cương ha hãy suy nghĩ về các kế hoạch của mình và bạn ghi chú lại hoặc là nhờ những người có kinh nghiệm trong tình huống này tư vấn cho các bạn và khi mà mình đã lên kế hoạch xong rồi thì hãy xoắn tay áo lên và bắt tay vô làm không có được phép trì hoãn và đồng thời sự xuất hiện của những cái người quý nhân sẽ hỗ trợ hoặc là à, ngoài ra thì mình thấy có thể là bạn luôn có được cái sự giúp đỡ từ thiên thần hỗ trợ các bạn nâng đỡ các bạn và chờ đợi để được giúp đỡ các bạn có thể là bạn cũng sẽ mở rộng cái khiếu hài hước tuyệt vời mở rộng trái tim của mình À, và bạn có thể hoàn thành được cái khối lượng công việc đáng kinh ngạc trong thời gian ngắn ừ, và có thể một số bạn sẽ phát triển một cái dự án gì đó mà bị đình trệ hoặc là bạn sẽ nhận được sự quan tâm sự ủng hộ của một cái người bạn rất là yêu thương tốt bụng và trung thành với các bạn ừ. ở đây mình thấy có thể là bạn sẽ có khả năng thích nghi với sự thay đổi ừ. và ngoài ra thì có thể bạn cũng sẽ làm nhiều việc cùng một lúc và đồng thời thì các bạn cần phải luôn có sự cân bằng để có thể theo đuổi được sự nghiệp mơ ước của mình cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân của mình và ngoài ra các bạn nên tiết kiệm trong thời điểm này nha à, tiết kiệm để cái tương lai của bạn nó có sự an toàn và đảm bảo một số bạn có khả năng đôi khi bạn cảm thấy như mình có một cái sự gọi là phải thắt lưng buộc bụng về mặt tài chính uhm nếu như bạn cảm thấy khó khăn về tài chính bạn hãy cầu xin thiên đường ban cho bạn những cơ hội mới để có thể thể hiện uh, thu hút được cái số tiền mà bạn cần và hãy đảm bảo rằng cái đôi mắt của bạn nó luôn mở to để có thể đón nhận mọi cơ hội mà các thiên thần gửi đến cho các bạn à, thì các bạn sẽ có khả năng có được những cái cơ hội lựa chọn những cái sự nghiệp để bạn có thể thu hút tiền bạc đây một số bạn có khả năng là bạn sẽ bước vào cái giai đoạn của sự tỉnh thức ha, có sự gọi là đổi mới chính mình thay đổi bản thân và sống hoàn thiện hơn trưởng thành hơn về nhiều mặt và có thể cất cao giọng nói giọng hát của mình ha, uh, thể hiện được khả năng hoặc là kiến thức uh, có sự cho đi và có sự chia sẻ lan tỏa với mọi người xung quanh các bạn có được những tin vui có được những sự hỗ trợ có được những cái hạnh phúc có được những người bạn những người cố vấn những người thầy tinh thần sẽ lần lượt xuất hiện trong cuộc sống của các bạn hoặc là bạn sẽ có cơ hội để có thể tiếp cận những nguồn kiến thức mới ha, bạn đang tìm kiếm cơ hội kiến thức hoặc là kinh nghiệm thì mọi thứ sẽ được mang đến cho các bạn để hỗ trợ cho quá trình phát triển bạn tầm ở đâu tiền ở đó cho nên bạn càng nâng tầm càng có kiến thức nhiều càng có kinh nghiệm nhiều thì bạn càng có nhiều thành công hoặc là thu hút được cơ hội tài chính à, sẽ có những cái à, có thể một số bạn sẽ có những cái vấn đề công bằng công lý được thực thi trong cuộc sống của các bạn nha và nếu có những cái vấn đề pháp lý giấy tờ hồ sơ gì đó Có thể trong tháng 12 này có khả năng là sẽ có cái kết quả Hoặc là có thể sẽ được mọi người trợ giúp Cho các bạn hoàn thành xong cái vấn đề giấy tờ của mình Hoặc là một cái phán quyết công bằng gì đó được mang đến cho các bạn ừ. Và giai đoạn này các bạn nhớ sống tốt đẹp ha à, Cứ sống tốt trời xanh từ an bài thôi Chứ đừng có làm những điều gì đó không không phù hợp Hoặc là tiêu cực với người khác Bởi vì giai đoạn này nhân quả rất là mạnh mẽ trong cuộc sống của các bạn đó Ừ À, một số bạn ở đây sẽ có nhiều ý tưởng nhiều cơ hội à, nhiều cái sự lựa chọn cho nên hãy cố gắng đưa ra những lựa chọn khôn ngoan và hãy có sự tuân thủ theo luật lệ nguyên tắc hoặc là có sự thượng tôn pháp luật trong thời điểm này ừ. đây mình thấy à, các bạn có những cái nguồn tiền do chính bạn làm nên các bạn còn có những cơ hội về đầu tư hoặc là gia tăng thu nhập yeah. hoặc là một số bạn có thể sẽ mua đất đai nhà cửa vân vân ừ. các bạn có những khoản đầu tư khôn ngoan và ngoài ra có thể một số bạn có khả năng sẽ có an cư lập nghiệp hoặc là có thể có một vài bạn sẽ đi nước ngoài làm việc hoặc là định cư ở bển hoặc là có thể một số bạn đang ở nước ngoài có thể là sẽ có cơ hội về thăm gia đình của mình những cái vấn đề giấy tờ trục trặc gì đó sẽ được giải quyết ổn thỏa và giai đoạn này các bạn muốn đi nước ngoài làm việc thì các bạn cũng nên cân nhắc tìm hiểu luật lệ kỹ cửa lưỡng hoặc là nhờ người khác giúp đỡ hỗ trợ để tránh bị người khác lợi dụng thao túng hoặc lừa đảo chiếm đoạt các bạn ha, tiền bạc của các bạn đó sức khỏe cũng sẽ có sự tăng cường và bạn cũng cần phải quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn. Ừ. Một số bạn như mình nói sẽ cải thiện được cân nặng của mình. À. Ngoài ra khi bạn nâng cấp chính mình thì nâng cao tần số rung động bạn cũng sẽ có sự thu hút rất là nhiều may mắn và may mắn về tài chính, may mắn về cơ hội, may mắn về cái sự tự do hoặc là một cái sự gọi là công bằng công lý được thực thi. Ừ. Và giai đoạn này không vội, không chạy quá nhanh, hãy từ từ. Hãy có sự gọi là biết nhìn xa trong rộng một chút hoặc có những cái tính toán cẩn thận một chút thì mình mới có thể thành công lâu dài được, bền chắc được. Đây mình thấy có thể là bạn sẽ nhận được khá là nhiều sự khen ngợi từ những người ngợi khen, những cái người ngưỡng mộ các bạn đó. Cho nên đây sẽ là cái thời điểm các bạn lan tỏa cái ánh sáng rực rỡ của mình và thể hiện cái sự nghi minh chính trực của mình. Ừ. và bạn có khả năng là một cái người thầy, một người cố vấn, một người hướng dẫn hoặc là sẽ là một cái người mà nói người ta nghe hoặc là người ta có thể uh, lấy bạn làm gương mẫu để họ có thể sống tốt cuộc sống của họ. có thể bạn cũng sẽ dùng cái khả năng tài năng của mình để giúp cho một số người có thể thức tỉnh và hoặc là một số người trẻ có thể họ đi đúng đường. hoặc à. một số bạn có những cái bằng cấp, giấy chứng nhận gì đó sẽ uh, được uh, có hiệu lực trong cái giai đoạn tháng tới. Ừ. rồi mà có thể có một số bạn sinh nhật trong tháng tới nữa, ừ. có thể năng là cũng sẽ có được uh, những cái niềm vui hoặc có được những lời khen hoặc những lời chúc tụng nhìn cho các bạn. Ừ. thêm nhiều bạn cũng sẽ có thêm những hợp đồng hoặc có những cái uh, chu kỳ mở rộng. Yeah. ăn thua là bạn có biết nắm bắt hay không mà thôi. Rồi mình xin kết thúc các bạn tù ba ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Chào các bạn.